cây rất đẹp luôn nè. À. Dây keo nè anh em so sánh giùm em. Dế đẹp. Dế cũng khá đẹp. Cái này chào các bạn đã đến với bonsai miền Tây. Và hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một trong những cái chậu bonsai bông trang vàng. Đó, cây này đang có mặt tại đường Ngô Gia Tự đối diện với khách sạn Kim Thơ nha mọi người. Kim Thơ Hotel thì sẽ gặp ngay được anh chủ. Đó, bữa nay thì anh Phát sẽ chia sẻ cho mọi người đó là một cặp luôn. Rồi ok góc này. Mưa lớn chạy. Đúng rồi. Từ từ lên đây. Đây là cặp bông giấy của anh Phát. Có bông trang, bông trang. Hoa mẫu đơn. Ở trước tiên là chia sẻ cái cây bông trang vàng bonsai cho mọi người. Giờ anh Phát đã quay một vòng cho mọi người xem. Xin chào anh Phát ạ. Dạ em chào anh ạ. Hôm nay là cây này mới lên. Cây đẹp lên nha, mà không có chỗ để trồng á, mới đem ra. Dạ mới đem ra nha các bạn. Bông trang mới luôn nha mọi người. Một cây hoa trang đỏ. Anh giới thiệu cho em biết hai cây này. Giờ anh Phát sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Không có cây già, nhỏ cây luôn già, để đẹp. Lên nhà mẹ hết nguyên cây luôn. Cây rất đẹp luôn nè. À. Dây keo nè anh em so sánh giùm em. Dế đẹp. Dế cũng khá đẹp. Cái này cây này vô lưu giá 7 triệu luôn. Vô lưu giá 7 triệu nha. Bảy rất là đẹp, dưới cũ cây này lúc trước em trồng là chậu nhỏ, mới rút ra cũng gần sai che một vòng năm rồi. 7 triệu anh. Dạ, vô lưu 7 triệu anh Phát nha mọi người. Anh đọc số điện thoại em. Dạ số không gọi là 077 993 229. Số có Zalo luôn nha. Dạ, các bạn có Zalo luôn. Cây này là lên nha me hết cây luôn á. Nhớ cốt cành đóng rất đẹp. Con trang vàng nha mọi người. Cái này Zalo 7 triệu còn thương lượng nha các bạn. Gặp anh Phát quen thuộc trong các clip trước nha các bạn. Cây này mới ra nha các bạn, mới ra lò luôn, ảnh gầy còn để ở trong không về ở trong không có chỗ đem ra bây giờ mới hôm nay anh sẽ giao lưu một cặp luôn nha mọi người. Các bạn thấy cân đối đẹp ha, còn lên bông nữa nha các bạn. Đây lên bông, đang lên bông. Cây này nuôi khoảng mấy năm rồi anh? Cây này nói chung là cây này em nuôi từ lúc đây em mua phôi về nuôi 2 năm rồi mới được. 2 năm. Cái cốt thì cây cả mười mấy năm. À. Cái gốc cây á mình mua về làm. Công trình mình làm là 2 năm mới được gì? Dạ. Tay cây được sửa, ép mình làm là nó già thứ không đạt. Dạ. Bông đang lên chín cây đúng không anh? Hậu đang lên. Quá đẹp luôn chú ơi. Đó là cây. Wow. Xe lại xe một vòng các bạn, xe lại các bạn. Đó, thì hôm nay anh Phát có giao lưu tới 2 cây là mọi người. Đó, bông trang tại bữa nay buổi tối cho mọi người thông cảm nha. Cái cốt của nó khoảng 17 năm rồi nha các bạn. Đế đẹp, cây già. Chậm chậm thôi, Phát ra chậm chậm thôi. Dạ. Dạ đúng rồi, chậm chậm. Ở bên kia còn có một cây nữa nha mọi người, còn một cây đỏ nữa nha mọi người. Đó, sẽ quay kỹ cây này cho mọi người xem trước. Đỉnh nha các bạn, nhìn từ đỉnh nha các bạn. Cây này chỗ chi tiết cũng rất kỹ nha nè. Rồi anh lên cây tiếp theo cho em nha. Cây trái đỏ. Để chung
bông đỏ nè mọi người. Đây gọi là hoa bông đơn. Đây là một cặp bông trang đỏ và vàng khác nhau luôn nha các bạn. Số điện thoại thì có đọc bước đầu. Cái bông trang đỏ này đặc điểm sao anh Phát? Cây nổi đặc điểm rất là già, nó liền bệ, liền cũng bệ luôn. Không, không rời. Cây già dữ lắm, già luôn. Cây ép vào nhỏ luôn. Cái cốt nó cỡ nhiêu năm anh? Cốt này cũng cỡ 20 năm à. Dạ. Nguyên bệ cây già, cây dạ. Cây nổ cũng lâu lớn rồi. Đừng có bệ đẹp. Anh xem một vòng cốt cho anh để cho em coi. Liền hết không? Hàng liền hết. Cái này mình ghép được bao nhiêu năm rồi anh? Cây này cây ghiên không phải ghép. Cây ghiên hả? Cây ghiên mình nuôi, cây ghiên nguyên bản ghiên đỏ. À. Bệ liền. Đang thử quay đây. Hoa cũng đang ra chín cây luôn á. Đây là con có mấy ngày nữa nó sẽ đỏ cây hết à. Cây này cứ có thể lên thành tám. Nó mấy cốt rồi anh? Đây đi 1 2 3 4 5 6 7. 7 cốt rồi, quá êm luôn. 7 cốt đúng cái cây cây luôn. Tụi nó ra đây mà cách giữ hết nè. Ngay tụi nó đúng ra ngay đỉnh bay nè, cái này trên nè, trên ngọn nè. Cây này nói chung là đi cái cách cách kỹ biết. Cái này giá luôn sao anh? Cây này giá 5 triệu luôn được. Bự hơn nhưng mà cái giá trị nó không bằng. Dạ. Tại vì vàng. À, cây này cái giá này đẹp hơn. Dạ. Giá đỏ thì... cho số điện thoại giao lưu lại đi anh. Dạ. Số điện thoại của em là 077 993 229. Dạ. Giá giao lưu 5 triệu đồng một lượng. Dạ. Cho các bạn nhìn gương mặt thân quen trong các clip nha các bạn. Anh dễ thương, anh Phát. Cô về sẽ phát tài. Dạ. Dạ. Rồi đây là một cặp cho các bạn xem nha. Trước tiên là review lại các bạn cho xem lông cây vàng đi. Dạ. Đó, đây là cây hoa hết trơn nè mọi người. Hoa nó bấp bấp rất là nhiều rồi nè. Dạ phải rồi. Rất là nhiều luôn. Rồi sẵn đó mình cho mình xuống xem một cái cây. Nói chung anh kết bạn Zalo nha đi. Rồi em gửi hình đi chứ giờ anh bán mấy cây rồi. Dạ. Anh tên gì? Anh xuống hình lại gửi cho em. Đây là cây bông trang vàng nha các bạn, cái giá 7 triệu giao lưu còn không được nha các bạn. Đó, đây là một cặp rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ ở đây còn hai cây bông trang rất là to, mình sẽ nhờ anh Phát giới thiệu luôn. Đó, anh Phát ơi giới thiệu giùm em cái cây bông trang thì to này được không anh? Cây bông trang này trên 100 năm tuổi rồi. Trên 100 năm rồi. Chủ nhà ta nói là hai đời người rồi. Hai đời người. À. Nha mọi người. Ở đây có lớn hơn 20 rồi. Nguyên vệ luôn, nguyên cũ luôn nè. À, cũng dữ lắm đẹp. Em 10 kỹ á. À. Trên 20 anh. Trên 100 năm. Trên 100 năm tuổi. Trên 100 năm tuổi nha mọi người. Tại vì nó đã qua hai đời người rồi. Wow. Cái này nó cao khoảng nhiêu anh? Nó cao chắc hơn 2 mét luôn. Nè mọi người thấy nha, chắc khoảng 2 mét mấy á. Đó, cho anh Phát giơ tay lên luôn nè. Đó, đây là có một cặp luôn nha mọi người. Đó, mọi người có mua thì cứ liên hệ anh Phát luôn nha. Bên kia là cũng là một cặp đó luôn anh. Cốt đẹp hơn. Hai thằng. Đây, hai cốt nha mọi người. Cây này 100 năm tuổi luôn. Cây này với cái này hai cây đánh chung với một vườn chung chủ. À, một cặp luôn nha mọi người. Hàng này nuôi chậu 5 năm rồi. 5 năm thần chậu rồi. Dạ. Yeah. Còn hết gãy rồi. Nha mọi người, cái này vô chậu á. Đi dưới quay lên nè. Trang trương. À, đặc đẹp tự nhiên luôn á. Nổi sữa luôn. Đây đây. À.
nha mọi người, mình quay nha mọi người. Rất là đều nha. Đó, đây là một cặp. Đó mọi người, đây là hai cái vàng của những cái bông trang bonsai mà anh Phát muốn giao lưu. Đó, giờ mình sẽ nhờ anh Phát đọc lại cái số điện thoại một lần nữa nha mọi người. Anh Phát ơi, đọc lại mang số điện thoại một lần nữa đi. Điện thoại của em là 0779933229. Rồi mọi người có giao lưu thì cứ liên hệ cho anh Phát theo số điện thoại đó nha. Đó, bông trang vàng, bông trang đỏ bonsai. Xin chào tạm biệt mọi người đã đến với kênh bonsai miền Tây. Tạm biệt mọi người, xin chào.